Tại nhiều tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long, để thống kê số hộ bị thiệt hại do hạn mặn thì các huyện đã chỉ đạo cho xã, xã lại tiếp tục chỉ đạo cho từng ấp để thống kê, và mỗi ấp thì lại có trưởng và mỗi ấp trưởng thì lại có nhiệm vụ là vừa ghi chép vừa kiêm luôn thẩm định thiệt hại cho gần 500 hộ dân. Và dù chỉ có một mình nhưng mà bắt buộc phải hoàn thành trong 3 ngày, vậy là một công việc vốn dĩ đòi hỏi sự chính xác để đảm bảo tính công bằng thì nay chỉ có thể thực hiện một cách qua loa cho kịp tiến độ. Đây cũng chính là một trong những lý do khiến cho những sai sót trong khâu hỗ trợ hạn mặn đang diễn ra ở nhiều địa phương, mà huyện U Minh của tỉnh Cà Mau là một ví dụ. Cánh đồng mẫu lớn, hơn 10 hộ gia đình cùng gieo trồng lúa, cùng bị thiệt hại do hạn mặn, nhưng tiền hỗ trợ thì kẻ được người không. Tôi mới hỏi chứ sao cặp tôi bên tôi có mà tôi không có. Nói chuyện đó không biết do thằng ấp đưa lên. Tôi nói vậy nếu như vậy bức xúc tôi thì tôi làm đơn tôi yêu cầu đưa xuống huyện. Cái ông xã ông nói đưa thì cứ đưa. Bị bỏ sót hỗ trợ thì bức xúc, còn người nhận được tiền thì cũng không thể vui vì bỗng dưng vơi đi một nửa. Xã bây giờ cấp cho mình đó là nó cấp mà chỉ có 50% mà vụ hecta 2 triệu mà nó cấp có 1 triệu à, chứ vấn đề này xã là làm là không công bằng. Tôi nói thật Đúng thôi, theo rồi. vậy thôi, theo tôi là vậy. Trong này giấy này 4 triệu nhưng mà tôi nhận được có 2 triệu à. Đó, còn 2 triệu nữa tôi cũng bức xúc, số tiền này về túi ai? Nó tôi người dân tôi đâu biết. Rơi vào túi ai thì chưa luận vội, nhưng điều bất nhất từ hai bản kê khai này thì lại quá rõ ràng. Một bản xã gửi lên huyện, mức độ thiệt hại trên và dưới 70% đều có. Nhưng bản chi tiền hỗ trợ tới tay người dân thì tất cả đều dưới con số này. Vậy là khoản tiền xã nhận được nhiều hơn chi ra. Vị phó chủ tịch xã cho rằng sai sót là từ phía ấp. Ấp nào sai, sai sót trong quá trình mà điều tra mà sót các hộ dân đó, thì có cái hình thức kiểm điểm đối với các ấp đó. Và trách nhiệm của xã là ở đâu trong cái việc này ạ? Không thì về phía xã thì cái này cũng khó nói. Xã khó nói nên người dân đã họp nhau lấy chữ ký thống nhất để gửi thắc mắc lên huyện. Điều bất ngờ, không phải một ấp, một xã mà nhiều xã trong huyện đều có sai sót. Anh đó anh đọc là có Nguyễn Thành Vinh trong danh sách lãnh tiền rồi có ký tên nhận tiền, nhưng mà thật sự ra là tôi không nhận tiền mà sao có chữ ký trong đó. Tuy nhiên tất cả những thắc mắc về quyền lợi và bức xúc của người dân được đổi lại bằng cái cười trừ từ phía huyện. Không có cương nguồn kinh phí mà để chúng ta tiếp tục khắc phục, chắc chắn để khắc phục thì chắc vậy thôi chứ còn bây giờ nó cũng rất là khó. Không thể khắc phục những sai sót đồng nghĩa quyền lợi của người dân cũng bị bỏ qua. Lúc này họ chỉ còn biết bắt tay vào tự cứu lấy mình, với hy vọng vụ mùa năm sau không bị thất trắng để không phải ngóng mong tiền hỗ trợ.